Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ các bạn. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi. Và ngày hôm nay đó chúng ta cũng có những thông tin nơi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tuy là về mặt giá cả đó thì các bạn thì được là nói riêng về crypto đó thì cũng không có nhiều sự thay đổi. Nhưng mà về tin tức đó, cũng có một số những thông tin nơi bật. Như là MicroStrategy tiếp tục thu mua thêm Bitcoin các bạn và họ thu mua bao nhiêu thu mua khi nào và mức giá bao nhiêu thường sẽ chia sẻ trong video này chúng ta cũng có thông tin là và lại tiếp tục gửi thêm ethereum lên sàn coinbase và đương nhiên nhiều người nghĩ đã gửi lên để bán và đáng tiếc đó là ngày hôm nay chúng ta cũng có hai vụ hack các bạn một vụ liên quan tới sàn Huobi và một vụ liên quan tới cái giao thức Myson, tôi sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa với các bạn à, nhưng mà đầu tiên hết á, chúng ta đã thấy là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay đó, thì xanh nhẹ là một chút các bạn tuần vừa rồi đó, thì xuống cũng khá là tơi tả đó sau khi mà Fed công bố lãi suất thì những cái sự lo ngại liên quan đến suy thoái tài chính thì vẫn còn ở đó các bạn chúng ta không có thêm cái thông tin mới nào nhưng mà ngay bây giờ đó hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ đang đỏ các bạn cả ba chỉ số chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó là chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures futures thì đang đỏ hiện tại Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy là bây giờ mức là 89 đô 73 cent thì cũng không có thay đổi nhiều các bạn Tuần vừa rồi đó thì cũng xoay quanh cái mức là khoảng 90 đô Vàng đó thì hôm nay xuống nhẹ một chút các bạn ở mức là 1933 đô cho một ounce vàng Về crypto đó thì Bitcoin nói riêng các bạn thấy là cũng không thay đổi nhiều Bây giờ là khoảng 26.300 đô các bạn và trong vòng 24 giờ qua đó thì giá của Bitcoin cũng cỡ đó Chúng ta nhìn thấy được cái Ether thì tăng nhẹ một chút ở mức là 1.592 đô và nói chung vốn hóa của cả thị trường cũng cỡ đó các bạn cũng cỡ gần 1,1 nghìn tỷ và chúng ta nhìn vào Crypto Bubble đó hôm nay chúng ta có xanh có đỏ nhưng mà có nhiều xanh hơn là đỏ hiện tại Và nếu như chúng ta nói tới tuần này đó, thì các bạn đã biết là hôm nay tuy không có thông tin gì gọi là lớn Có một số thông tin nổi bật Nhưng mà nếu như nói thông tin lớn đó, thì tôi nghĩ chúng ta phải chờ đến thứ tư tại Hoa Kỳ Đó chính là lúc mà Chủ tịch Gary Gensler sẽ đến dự buổi điều trần tại Quỹ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Và tôi nghĩ đó, cái đề tài liên quan đến Crypto sẽ được nói đến rất là nhiều Tại vì Quỹ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện rất quan tâm đến Crypto Và ngày thứ sáu đó sẽ là chỉ số phần trăm lạm phát PCE các bạn Tôi nghĩ đây là hai ngày mà sẽ có cái thông tin lớn hơn Và ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là cái chỉ số DXY lại tiếp tục tăng nữa các bạn Thì bây giờ mức là 106 điểm 106 điểm các bạn Đương nhiên khi mà chỉ số DXY tăng đó sẽ gây áp lực đến cả thị trường tài chính luôn Tại vì các bạn nên hiểu đồng đô la bây giờ đang rất là mạnh Có nghĩa là nhu cầu lưu trữ đồng đô la đó so với những đồng khác vẫn đang tăng cao các bạn và tôi nghĩ một phần đó là tại vì lãi số công trái phiếu của Hoa Kỳ đang ở mức tốt vì Fed vẫn luôn tăng lãi suất. Cho nên nếu chúng ta muốn chỉ số này giảm xuống đó, thì chúng ta không những là cần Fed phải bắt đầu nói là không tăng nữa và nghĩ đến chuyện giảm lãi suất mà chúng ta cũng cần những ngân hàng trung mương còn lại đó cũng phải quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất các bạn. Đó là cái thông tin tổng quát Mình tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đầu video và chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc tháng 9 này rồi các bạn Và trong lịch sử để chúng ta biết tháng 9 là một cái tháng mà không tốt Nghĩa là phần lớn tháng 9 đó, chúng ta nhìn vào lịch sử Cái cột September tháng 9 này đó từ năm 13 tới năm 2023 này Chúng ta nhìn thấy là phần lớn tháng 9 là một màu đỏ Thì còn 5 ngày nữa đó Thường cũng đã hỏi các bạn trên mạng xã hội Các bạn nghĩ là tháng 9 này kết thúc sẽ ra sao Và kết quả ở trên Telegram, ở trên Youtube và ở trên Twitter thì đều giống nhau Phần lớn các bạn đều nghĩ là kết thúc của tháng 9 này sẽ là một màu đỏ Và ngay bây giờ đây các bạn thấy là chúng ta chỉ có sự tăng trưởng là 1.21% mà thôi Có nghĩa là trong vòng 5 ngày đó con số này có thể thay đổi bất cứ lúc nào Và chúng ta hoàn toàn kết thúc cái tháng này là một màu đỏ Chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa thì sẽ biết kết quả Nhưng mà nói tới tháng 10 đó thì tháng 10 trong lịch sử là một tháng Mà đã tốt hơn có nhiều màu xanh hơn các bạn Ít là chúng ta cũng sắp sửa kết thúc tháng 9 này rồi Và chúng ta cũng gần kết thúc năm 2023 Không biết là tình trạng bây giờ đó rất là buồn chán Nhiều bạn cũng cảm thấy thấy là chán nản và giá cả cũng không có thay đổi nhiều nhưng mà để thường cho các bạn một cái động lực để chúng ta tiếp tục kiên trì các bạn sau 7 năm đầu tư vào hoa đồ crypto thì cuối cùng đó thuận cũng đã có thể mua được một ly cà phê và nhìn chủ nhân của chiếc xe lambo này chuẩn bị lái xe của họ đi các bạn thôi bây giờ các bạn một chút mà thôi nhưng mà sự thật đó, thì nếu chúng ta nhìn vào năm nay thì nó cũng có rất nhiều điểm giống như năm 2019. Và nếu như là giống như năm 2019 thì từ đây đến cuối năm có thể chúng ta sẽ không thấy một cái đợt tăng trưởng nào đáng kể hết. Tại vì như là năm 2019 cái sự tăng trưởng sẽ là từ đầu năm cho đến hè rồi sau đó nửa năm còn lại đó chúng ta thấy là giá nó sẽ đi xuống từ từ trước khi mà có Bitcoin Haven các bạn. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào thời gian đó thì Bitcoin Haven chỉ còn 212 ngày nữa thôi. Thì bây giờ ước tính là khoảng ngày 25 tháng 4 Đây là ước tính mà thôi các bạn Tại vì chúng ta biết là trên mạng lượng của Bitcoin đó họ tính theo block Thì mỗi một block nhanh thì chậm Thì tùy theo là tốc độ đào lúc đó là bao nhiêu các bạn Nhưng mà cũng khoảng chừng ngày tháng 4 năm sau chúng ta sẽ có Bitcoin halving Thì lúc đó mỗi block đó thay vì là hiện bây giờ có 6.25 Bitcoin được đào mỗi một block Thì khi mà có Bitcoin halving sẽ giảm xuống còn 3.125 năm mà thôi các bạn Và nếu như mà chúng ta nhìn vào năm 2020 đó lúc mà có Bitcoin Hai bình đợt kia đó thì uh, nhưng bạn cũng có sự lo lắng tại vì nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của giá thì các bạn sẽ thấy được là năm 2020 chúng ta cũng có một cái đợt giảm xuống các bạn đi thần zoom vào thì các bạn nhìn thấy rõ hơn thì năm 2020 đó sau khi mà có Bitcoin halving chúng ta cũng thấy được là giá Bitcoin đã có một cái đợt đi xuống không hề nhỏ đó chính là ngay lúc này các bạn khi mà giá Bitcoin ra từ đầu năm 2020 là khoảng 10.000 đô mà xuống chỉ còn có 5.000 đô mà thôi. Thật ra đó trong ngày đó chúng ta thấy được giá Bitcoin xuống dưới 5.000 đô luôn thì nhớ là còn có 4.000 hay gì thôi. Và nhiều người cũng lo lắng nói là chúng ta có phải sẽ thấy một cái đợt giảm mạnh như vậy năm 2020 hay không thì cũng khó nói lắm các bạn cái mà chúng ta biết đó là năm 2020 là có dịch bệnh xảy ra đó là một cái sự kiện mà không ai ngờ đến còn năm 2024 nữa thì có sự kiện gì không thì chúng ta không bao giờ biết được nhưng mà cái mà chúng ta biết đó là theo lịch sử nếu như mà các bạn tin là năm 2024 sẽ tương tự như năm 2020 thì sao bitcoin hai bình khoảng chừng là 8 tháng đó chúng ta mới bắt đầu thấy là cái số lượng Bitcoin bị giảm đi mỗi lốc đó mới bắt đầu ảnh hưởng đến giá cả của Bitcoin nó sẽ không có ảnh hưởng liền đâu các bạn. Cho nên nhiều bạn lúc đó đó thì mình cũng chia sẻ về Bitcoin hai bình nhiều bạn cũng nói là Bitcoin hai bình rồi sẽ không thấy giá tăng thì các bạn cần phải chờ đợi để cho cái nguồn cung mới nó thấm vào trong thị trường thì mới có sự ảnh hưởng đến giá cả các bạn tại vì các bạn nên biết là giá dài hạn đó sẽ được quản lý bởi cung và cầu có nghĩa là chúng ta cần cả hai luôn các bạn nếu các bạn muốn có một sự tăng giá cao đó thì chúng ta cần thứ nhất là nguồn cung phải như vậy hay là giảm xuống và nguồn cầu tăng lên thì chúng ta mới thấy cái sự tăng vọt trong giá cả thì đó là những gì mà chúng ta sẽ chờ đợi trong năm sau và năm sau đó chúng ta cũng có khả năng là sẽ nghe Fed bắt đầu giảm lãi suất vào hè dựa theo những gì chúng ta biết hiện tại chúng ta cũng có khả năng là sẽ nghe cái quyết định cuối cùng liên quan đến Bitcoin Spot ETF đương nhiên chúng ta biết là hạn cuối đó là tháng 3 năm sau nhưng mà trong năm nay đó lúc nào cũng có thể có thông tin hết thì nhiều người cũng đang chờ đợi xem coi là kết quả sẽ ra sao nhưng mà nếu như mà kéo dài tới cái phút cuối đó là phải đợi tới tháng 2, tháng 3 năm sau thì mới biết kết quả của Bitcoin Spot ETF và năm sau cũng là năm bầu cử tổng thống hoa kỳ các bạn nói chung năm xa lâu năm mà rất là sôi động và nói tới bitcoin hai bình thì càng đến dần bitcoin hai bình, có rất nhiều những câu hỏi các bạn và một trong những câu hỏi rất phổ biến là nếu như mà thu nhập của thợ đào giảm mỗi 4 năm một nửa thì làm thế nào để đảm bảo duy trì hệ thống trừ khi giá Bitcoin cũng tăng gấp đôi sau mỗi 4 năm thì thật ra đó đây là một điều kỳ diệu của cung và cầu các bạn. Số lượng Bitcoin đào được mỗi 4 năm nó giảm một nửa như thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây cũng đồng nghĩa với việc là số Bitcoin mới, có nghĩa là số Bitcoin được tạo ra hàng ngày đã được đào hàng ngày có thể được bán ra thị trường cũng giảm đi một nửa mỗi 4 năm. Nếu như mà nhu cầu vẫn giữ nguyên đó thì giá sẽ tăng và đó là những gì chúng ta đã thấy cho mình được bình trước đây nếu như mà thợ đào đó không có lời họ có thể chọn ngưng đào tại vì ngay cái lúc mà hai bình thì ngay thời điểm đó thu nhập của những công ty đào sẽ giảm một nửa ngay lập tức à, chứ nó không phải là sẽ tăng giá liền rồi các bạn các bạn đã biết là ngay cả những cái đợt mà ha bình trước đây đó thì khoảng chừng 6 8 tháng sau thì giá mới bắt đầu là có cái sự tăng trưởng thì 6 tới 8 tháng là một thời gian không hề ngắn đối với một công ty mà đào bị khôi à, và những công ty mà không có sự chuẩn bị đó thì họ sẽ ngay lập tức bị lỗ các bạn và những công ty lớn đó những công ty mà họ đã trải qua nhiều đợt ha bình rồi thì họ sẽ có cái sự chuẩn bị và thậm chí khi chúng ta nhìn vào từ đầu năm tới bây giờ đó đã có một thời gian chúng ta đã nói rất nhiều là thời đạo bán thuận nghĩ là họ bán để tích lũy tiền để có thể là qua được cái thời điểm mà có Bitcoin Bình trong vài tháng đó có thể là nhiều những cái xưởng đào sẽ đóng cửa nhưng mà họ sẽ tiếp tục đào và họ sẽ người mở lại để hưởng lợi các bạn khi mà chúng ta thấy là độ khó đào giảm xuống cây thu nhập của họ tăng lên và họ cũng sẽ có sự chuẩn bị để giữ những bịch khôi đó cho đến khi nào mà họ được cái giá như mong muốn thì mới bán ra có thể là một năm sau đó chứ không phải ngay lập tức đâu nhưng mà những thời đào mà không có lời đó thì đương nhiên họ có thể là lựa chọn ngừng đào Bitcoin đó không phải là một công ty Không có CEO, không có cổ đông Và không ai năn nỉ các công ty tư tục đào hết các bạn Nhưng khi mà các thời đào yếu rời bỏ đó Thì độ khó đào sẽ giảm Và làm giảm chi phí đào Và tăng lợi nhuận Thu hút thêm những công ty đào lại tham gia vào các bạn Và cứ như vậy đó, Bitcoin đã tồn tại hơn 14 năm qua Thì một câu hỏi khác đó là Khi mà đào hết Bitcoin rồi thì ra sao các bạn Trên lý thuyết đó Thì ta phải đợi tới năm 2140 các bạn Lúc đó là thường không nghĩ là Thường hay là nhiều bạn ở đây sẽ còn Để có thể nhìn thấy được ngày đó đâu nhưng mà sự thật đó thì các bạn thấy được là cứ giảm phân nửa như vậy tới một lúc nào đó thì giảm phân nửa nó cũng không thay đổi được cái số nguồn cung mỗi một lóc đâu thì trên căn bản khoảng chừng là vài chục năm nữa có thể là 20 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy được là mạng lưới Bitcoin có thật sự tồn tại nhật phí hay không nhưng mà 20 năm đó lúc đó bạn thông thường cũng đã 60 tuổi rồi các bạn thì lúc đó chúng ta mới biết ngay bây giờ thôi chỉ quan tâm đến đợt hai bình kế tiếp này mà thôi và cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi thuận nói rằng là có người bảo Bitcoin như thế này có người này nói là Bitcoin như thế kia Chỉ thì mình phải phản biện như thế nào Đối với Thuận đó, thì bây giờ đã là năm 2023 rồi Thông tin gì bạn cũng có thể tìm thấy trên Google Bạn không thích Bitcoin thì bạn có thể tìm thấy hàng chục lý do để không tin Nếu như bạn thích Bitcoin đó, thì bạn cũng có thể tìm thấy hàng chục lý do để tin Google miễn phí các bạn và bạn cũng không cần phải thuyết phục ai hết Như là Satoshi Nakamoto đã từng nói vào năm 2010 nếu như bạn không tin hoặc là không hiểu đó thì tôi không có thời gian để cố gắng thuyết phục bạn. Đây là cái email mà Satoshi đã gửi ngày 29 tháng 7 năm 2010 các bạn. Và nên nhớ sầu riêng rất thơm ngon nhưng mà không phải ai cũng thích. Đây là những cái thông tin, những cái sự chia sẻ về những câu hỏi liên quan đến Bitcoin Haven. Bây giờ tôi muốn chuyển qua để nói tới những tin tức nổi bật ngày hôm nay. Thì đầu tiên hết nhiều bạn cũng đã nhận được thông tin là Michael Strategy đã mua thêm 5.445 Bitcoin có nghĩa là khoảng 147 triệu đô la giá trung bình là khoảng 27.000 đô cho mỗi Bitcoin thì đây cũng không gì là lạ hả các bạn mỗi lần mà MicroStrategy thông báo là họ đã mua rồi đó thì cái giá trung bình của họ phần lớn là cao hơn cái giá hiện tại vì bà cũng nói là thi ra đây là lý do tại sao mà giá Bitcoin giảm từ 27.000 xuống còn 26.000 như hiện bây giờ nhưng mà tính đến ngày hôm nay đó thì MicroStrategy đã nắm giữ tổng cộng là 100 58.245 Bitcoin có nghĩa là khoảng 4,6 tỷ đô la các bạn và cái giá trung bình họ mua đó là 29.582 đô la cho mỗi Bitcoin thì cái mức này cũng không có phải là khác xa lắm với mức hiện tại đâu và chúng ta cũng đã từng thấy trong năm nay đã nhiều lần giá Bitcoin vượt khỏi cái mức 29.000 đô này rồi và chúng ta thấy được là dù sau đi nữa Michael strategy và Michael Saylor họ vẫn tiếp tục thu mua và đây là cái thông báo khi mà họ gửi cho SEC những công ty mà trên sàn chứng khoán như Michael strategy đó họ phải là công bố với cổ đông và SEC họ đang lưu trữ những tài sản nào Và Bitcoin là một trong những tài sản mà họ phải công bố các bạn Cho nên chúng ta mới biết được và lúc mà giá tăng, lúc mà mọi thứ đang tốt đó Các bạn thấy là năm 2021 Có biết là bao nhiêu tỷ phú, có biết là bao nhiêu người Đứng ra nói là ủng hộ Bitcoin, Bitcoin là tương lai Rồi giải thích này, giải thích nọ Các bạn giống như chúng ta thấy là Mark Cuban ở gần đây cũng rất là im lặng Nhưng mà những lúc như thế này những người còn lại, những tỷ phú nào tiếp tục nói về Bitcoin tiếp tục chấp nhận phỏng vấn mặc dù là nhiều khi người ta cũng hỏi như còn hóc búa đương nhiên những người này lúc mà giá tăng thì quá bullish thì đương nhiên khi mà bây giờ tình không tốt đó thì sẽ phải đối đầu với những câu hỏi khó khăn nhưng mà những người còn ở lại các bạn là những người mà thật sự là có lòng tin các bạn thấy được là thị trường này đó ngay bây giờ nó đã khiến cho những người mà khách giảng lai like đã rời khỏi rồi những người ở lại thật sự là những người mà có lòng tin vì lý do đó đó, nhiều bạn nói là chúng ta ai cũng tin vào chu kỳ mà 4 năm thì có chu kỳ mà 4 năm hay là không. Thì theo lịch sử đó chúng ta sẽ thấy là bây giờ vẫn đi theo chu kỳ mỗi 4 năm và trên căn bản đó các bạn nghĩ ai cũng biết chu kỳ mà 4 năm, nhưng mà điều thứ nhất, không phải là ai biết cũng tin. Ngay cả trong cộng đồng crypto bây giờ đó, biết bao nhiêu người biết chu kỳ mà 4 năm của Bitcoin nhưng mà họ không có tin. Đó là điều thứ nhất, điều thứ nhì là không phải cũng biết đâu các bạn chỉ nghĩ là ai cũng biết tại vì những ai mà còn trên những mạng xã hội theo dõi kênh thuận capital là những bạn mà thật sự có lòng tin cho nên các bạn thấy được là những bạn đó thì đều biết chu kỳ một năm nhưng mà nếu các bạn ra khỏi cái vòng tròn đó cách đơn giản nhất đó, như là thường đã từng chia sẻ với các bạn là các bạn đi uống cà phê bữa sáng đi các bạn chỉ đơn giản hỏi những người xung quanh có biết bitcoin hai bên là gì hay không có biết chu kỳ bitcoin là khoảng bao nhiêu năm hay là không có biết giá bitcoin phải ứng ra sao sau mỗi cái bitcoin hai bình hay không thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra câu trả lời ngay lập tức các bạn phần lớn tôi nghĩ là sẽ không biết và sẽ không quan tâm ngay thời điểm hiện tại họ chỉ quan tâm khi mà báo chí bắt đầu đưa là giá Bitcoin khôi đã đạt đỉnh mới rồi và có một số người đưa ra nhận định nên thường cảm thấy nó cũng không đúng đâu Nhiều người nói là Michael Saylor đang gấp rút mua Bitcoin để có thể là theo kịp Coinbase Tại vì chúng ta cũng đã biết là cách đây khoảng một tuần đó thì uh, Arkham đã đưa ra một cái xác nhận là dựa theo tài liệu on-chain Họ cho thấy được là sàn Coinbase lưu trữ khoảng chừng là một triệu Bitcoin các bạn Nghĩa là khoảng 25 tỷ đô la Con số này đã là tương đương với con số của Satoshi Nakamoto Có nghĩa là Coinbase hoàn toàn có khả năng là đơn vị mà lưu trữ nhiều Bitcoin nhất trên thế giới Thì MicroStrategy đang theo sau để có thể là theo kịp Nhưng mà con số bây giờ khác xa lắm các bạn Chúng ta thấy được là gần một triệu Bitcoin so với chỉ có 158 ngàn Bitcoin hiện tại mà thôi Nhưng mà cái đó cũng không đúng đâu Tại vì cái số lượng Bitcoin này của Coinbase là một phần của khách hàng các bạn Arkham Invest sẽ không thể nào biết được là trong cái số này bao nhiêu là của Coinbase bao nhiêu là của khách hàng Nhưng mà các bạn nên biết là sàn Coinbase ở Hoa Kỳ là một sàn rất là lớn và lâu đời Họ có nhiều khách hàng như là Thuận và nhiều người khác Và họ cũng có nhiều khách hàng tổ chức đầu tư Và họ giúp những khách hàng này thu mua Bitcoin dòng ngoài để không ảnh hưởng đến giá cả Và họ cũng giúp những khách hàng này lưu trữ Bitcoin cho họ Và ngay cả các bạn có biết là Michael Strategy cũng như là Tesla đã thì đều dùng Coinbase cho nên có một khả năng chúng ta sẽ không biết được chắc chắn nhưng mà có một khả năng là 158.000 Bitcoin này của Micro Strategy cũng đã tính vào con số khoảng chỉ 1 triệu Bitcoin được lưu trữ bởi sàn Coinbase Thường cũng nhận được một cái thông tin Bây giờ chúng ta chuyển qua nói tới bà Thalic đi Thì bà Thalic hôm nay đã gửi 400 đồng Ethereum Nghĩa là khoảng 600 ngàn đô vào Coinbase Ở mức là khoảng 1579 Thì đương nhiên nhiều người nói là gửi lên sàn Coinbase Thì để bán chứ không lẽ để lên để nhờ sàn Coinbase giữ dùm nhưng mà chúng ta nên thấy đó là gần đây và Thalit đã gửi tổng cộng là hơn 2.400 Ethereum chúng ta thấy được là những con số trên màn hình này đại diện cho cái số lượng Ethereum gửi bởi và là 2.421 Ethereum À, và chỉ giá khoảng chừng là gần 4 triệu đô la các bạn vào nhiều sàn tập trung à, và cái mức trung bình giải lên là khoảng 1628 thì đương nhiên các bạn thấy là Vitalik là một trong những người nổi tiếng thì rất nhiều nhiều người quan sát địa chỉ ví của Vitalik nhưng mà con số này nó thật cũng không có ảnh hưởng đến giá của từ đâu các bạn thấy được là đừng nói tới là hôm nay gửi 600 ngàn đô các bạn thấy là 4 triệu cũng không ảnh hưởng đến giá của từ nổi tại vì cái thị trường bây giờ đó của tiền nó lớn rất là nhiều rồi và trên căn bản đây là tiền của Vitalik có thể làm những gì mà và thà muốn cô không đi quay chúng ta hết các bạn cho nên thường cảm thấy là nhiều người cũng soi nhiều quá nhưng mà nếu mà thà lịch có bạn gái mới muốn dẫn bạn gái đi mua sắm hay là muốn dùng mấy triệu đô la này để mua lam màu ghi này hay là muốn à, dùng để mà mua nhà thì đó là chuyện của bà thà lịch hoàn toàn là có thể các bạn hôm nay chúng ta cũng đáng tiếp nhận được hai cái thông tin liên quan tới hai vụ hát khác nhau đầu tiên hết các bạn đã thấy trên màn hình đây chính là Justin Sun thì đây là vụ hát liên quan tới sàn HTX đó chính là sàn Hoa Bì, các bạn nhớ là họ đổi tên thành HTX, nghe giống như là FTX các bạn, cho nên nhiều người nói là tại sao lại chọn một cái tên như vậy. À, nhưng mà đây là cái thuyết được chia sẻ bởi Justin Sun. Thì à, chi tiết hơn đó là sàn Hoa Bì nói là họ đã bị hack và đã bị lấy mất đi 5.000 Ethereum, nghĩa là khoảng 7 triệu 9 đô la. Và Justin Sun cho biết đó là sàn Hoa Bì, thông tin gọi là Hoa Bì các bạn, tại vì HTX đọc nó không có được quen. Thì nói chung là thì cái số tiền này sẽ được bồi thường bởi sàn Hoa Bì và họ đã giải quyết vấn đề này rồi và người dùng không cần phải quan tâm đến và trên này đó thì Jason cũng đã nói là người nào mà hát đó thì nếu như mà chấp nhận trả lại số 5.000 tm này sẽ không chi cứu và thậm chí đã còn tặng 400.000 đô nếu như mà trả lại số tiền này và thậm chí người này còn được mướn bởi sàn hoa bị để mà tư vấn về bảo mật cho sàn <laughs> đây là cái vụ hát đầu tiên các bạn và nói chung thì người dùng sẽ không bị ảnh hưởng nhưng mà vụ kế tiếp đó là liên quan tới mai hay là mission, tôi không biết là đọc thực sự là ra sao nhưng mà đây là một cái mạng lưới à, có thể nghĩ đơn giản đây cũng là một mạng lưới tầng hai đây các bạn và mạng lưới này là chủ yếu là có thể làm cho giao dịch nó nhanh hơn rẻ hơn nhưng mà phải hy sinh tính phi tập trung thì cái mạng lưới này đã bị hack tổng cộng là 200 triệu đô la điều các bạn cần hiểu đó nếu các bạn là một nạn nhân thì dựa theo Myson họ nói là họ chỉ có thể đảm bảo được phân nửa tài sản mà thôi có nghĩa là các bạn có bao nhiêu đó thì bị mất đi phân nửa phân nửa còn lại đó thì họ sẽ tính như thế nào phân nửa còn lại bị đánh mất đi đó thì họ nói là họ đang xử lý có thể là họ sẽ đưa một cái giấy nợ gì đó cho những nạn nhân để cho những nạn nhân nó có thể đổi giấy nợ đó để mà lấy tiền sau này như là họ sẽ phát hành một cái token trái phiếu đó các bạn và lý do họ nói là họ bị tấn công là tại vì họ bị tấn công cái dữ liệu đám mây mà họ đang sử dụng. Thôi thì lần đầu tiên nghe nói tới cái giao thức này nhưng mà nào mà đã sử dụng hay là bị ảnh hưởng đó thì cũng được đáng tiếc và thông tin kế tiếp là liên quan tới sàn Binance thì cách đây khoảng chừng 3 tháng các bạn sàn Binance đã rời khỏi Belgium Có nghĩa là nước Mỹ đó các bạn Nhưng mà bây giờ đã sàn Binance đã mở cửa trở lại rồi à, Và trước đây đó, thì ở Belgium nói là sàn Binance không có giấy phép để mà hoạt động Nhưng mà bây giờ sàn Binance như đã xin được giấy phép rồi Cho nên họ đã mở cửa trở lại Cho những bên nào mà ở Belgium đó, thì bây giờ có thể đăng ký lại Thông tin kế tiếp là một cập nhật liên quan đến thượng nghị sĩ Bob Menendez các bạn Và đây là một thượng nghị sĩ chúng ta cũng đã nói tới trước đây rồi Năm 2022 đó thì thượng nghị sĩ Bob Menendez của Hoa Kỳ nói là việc El Salvador chấp nhận Bitcoin đã mở cửa cho việc rửa tiền và tham nhũng thì cách đây một tuần đó năm 2023 thượng nghị sĩ Menendez đã bị truy tố về tội tham nhũng và đã nhận hối lộ tổng cộng 580 000 đô la tiền mặt và vàng các bạn thượng cũng đã từng chia sẻ cách đây 3 ngày và hôm nay có một cái update thì thượng nghị sĩ Menendez đã bác bỏ tất cả các cáo buộc về hối lộ và biện luận là cái số tiền mặt và vàng trị giá tới 580 000 đô được tìm thấy trong nhà ông đó thì ông nói đây là tiền riêng của ông và ông ta giải thích đó là tôi đã rút hàng trăm nghìn đô la tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm cá nhân của mình tài khoản mà tôi để dành cho những tình huống khẩn cấp và bởi vì lịch sử gia đình tôi phải đối mặt với việc bị tịch thu ở Cuba số tiền này được rút từ tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi dựa trên thu nhập mà tôi đã hợp pháp kiếm được tôi có thể chia sẻ với các bạn người dân cuba ở hoa kỳ đó phần lớn là họ tập trung ở florida thì người dân cuba ở hoa kỳ đó cũng không có lưu trữ nhiều tiền mặt hay hay gì đâu chứ đừng nói tới ông là một thượng nghị sĩ hiện tại mà ông nói là ông sợ tình trạng như là cuba xảy ra ở hoa kỳ điều này cũng không hợp lý đâu các bạn và thứ nhầy nữa là tại sao ông này để nhiều tiền mặt ở nhà và để vàng ở nhà như vậy và để giấu khắp nơi trong nhà các bạn nếu như mà ông ủng hộ bitcoin thì đơn giản hơn rồi ông ta lưu chữ bitcoin thì đâu có tìm thấy trong nhà ông đâu và cũng không sợ bà tịch thu hết các bạn đây là điều thú vị nhưng mà ông rất là ghét bitcoin và thông tin cuối cùng à, tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới ai thì thường thấy cái thông tin này cũng rất là thú vị open ai đó thì bây giờ họ nói là những ai mà sử dụng gpt4 thì trong vòng khoảng chừng 2 tuần tới đây đó thì GPT-4 sẽ có thể tích hợp giọng nói và cũng như là tích hợp hình ảnh thì họ cũng đưa ra một cái demo các bạn để thường cho các bạn xem cái demo này thì trong cái demo này đó đây là một chiếc xe đạp thì cái người trong cái demo này chụp hình chiếc xe đạp của mình chứ không phải là chỉ đơn giản là hỏi chụp hình ngay chiếc xe đạp của mình và hỏi chat GPT hay là GPT 4 đó làm sao để có thể là khiến cho cái ghế nó thấp xuống thì uh, chat GPT cũng đã trả lời là làm sao để uh, có thể điều chỉnh cái ghế chiếc xe đạp này và người này đó có thể là chụp hình ngay cái khúc này luôn, nói là đây có phải là cái nơi mà cần để à, có thể điều chỉnh cái ghế đi xuống hay không. Các bạn được là bây giờ đó GPT có thể nhìn thấy được cả hình ảnh luôn và có thể chỉ các bạn một cách chi tiết chứ không phải là các bạn chỉ đơn giản là hỏi nữa. À, thì chúng ta thấy được là trong cái clip này đó thì người này cũng có thể gửi nhiều thông tin như là bây giờ đó là phải sử dụng cái đồ ngày nào thì mới hợp lý và chat GPT đó cũng nói là ở đầu nghề này đúng rồi và sử dụng cái đầu nghề 4 mm vân vân thì các bạn được là chat GPT đó cũng đã có nhiều cái tiến triển mới và đương nhiên đây là cái phiên bản GPT 4 như là cái phiên bản các bạn phải trả phí phiên bản này thường cũng đang sử dụng hiện tại và thật ra chat đó cũng giúp đỡ được trong đời sống của thường các bạn thường cũng có thể là dùng chat để xử lý một số việc đương nhiên nếu như các bạn sử dụng chat đó thì phần lớn các bạn phải hiểu là các bạn đang hỏi họ, vấn đề gì tại vì chat đó thường cảm thấy nó chỉ hữu ích nếu như các bạn đã giống như gần biết câu đáp án rồi nhưng mà các bạn không muốn tốn thời gian để mà tự tính toán hay là gì đó thì chat có thể đưa các bạn một cái đáp án và nếu các bạn đã biết là đáp án đó nó sẽ nằm ở trong phạm vi nào thì khi mà chat GPT đưa các bạn đáp án đó thì các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian. Chứ nếu các bạn hỏi mà các bạn thật sự không biết đáp án đó thì các bạn sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng chat GPT được. Các bạn lại phải tự đi tìm hiểu câu trả lời và tự Google rồi tự tìm kiếm thông tin thì nó cũng giống nhau thôi các bạn. Cho nên ChatGPT có thể giúp đỡ được một phần trong đời sống nhưng mà không thể hoàn toàn chính xác được hết. Tôi nghĩ là thời gian trôi qua khi mà có thêm nhiều dữ liệu và nhiều cái phản ánh từ cộng đồng đó, thì ChatGPT nó sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà ngay bây giờ đó, tôi nghĩ nó cũng làm một số điều đơn giản cho thuận được. Và Amazon thì cũng không muốn bị bỏ rơi các bạn. Amazon hôm nay đã thông báo là họ sẽ đầu tư 4 tỷ đô la và một cái công ty AI khác có tên là Anthropic. Thì đây là một công ty đó mà đã được tạo ra bởi một trong những cựu giám đốc của OpenAI. OpenAI là công ty đứng sau lưng của ChatGPT. Thì Anthropic là một trong những cái dự án mà nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT và Amazon đã bỏ ra 4 tỷ đô la chỉ lấy một cái cổ phần nhỏ trong công ty này mà thôi các bạn. Là minority holder như là một trong những cổ đông mà không phải là cổ đông lớn trong công ty này. Thì các bạn thấy điện công ty AI bây giờ đáng giá cỡ nào? Và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn như thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn